I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Health VKT. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game, đó là Rồng Thật. Ok, sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký game ha. Đây, đầu tiên là đây, nó nằm ở đây đúng không? Các bạn bấm vào đây. Đó. Rồi bấm hiểm đây một lần nè, đâu? Đây rồi. Đây, bấm vào đây. À, lộn nè. À, các bạn bấm vào đây. Đây này nha. Cái chỗ này nè, đó. Phanh tròn lại chỗ này. Bấm vào một lần nữa. Rồi chúng ta bấm vào đây. Đó, yêu cả nhà. Yêu. Hai. À, ví dụ vậy đi, tại mình tạo nhiều lần lắm rồi mà nhiều bạn chắc không có biết. Rồi mật khẩu là đó, ví dụ là vậy đi. Rồi ok ha. Đó, tạo được cái tài khoản rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta bấm ở đây, bỏ. Không thì các bạn xác minh số điện thoại và chứng minh nhân dân Trung Quốc là được ha. Đây. Thế vào 52. Game này có phi kim nguyên bảo không khóa nữa nha các bạn. Đó, ngực bự, em chơi hương ha. Đó. Anh trai cũng chơi hương ha. Rồi ok. Bấm vào đây đi. Bấm vào anh trai đi. Các bạn nào chơi không được hoặc là lắc hay là giật gì đó, các bạn có thể pay AP vào game nha. Con này có tên tiếng Anh là gì? True Dragon Legend. Đó. Tiếng Việt nếu mà dịch đầy đủ đó là cái gì ta quên rồi. Gì truyền thuyết thật về rồng. Đó. Nhưng mà đặt cái tên ngắn rồi gọn lại là truyền thuyết rồng đi cho nó lẹ. Rồi ha, vào game. Đó. Các bạn có thể lên ăn VIP ha. Không thì ở đây nó có một số. Long Shen zao yi bei wo feng yin. Bỏ qua đi. Ni hai bu chen fu. Wo nai zhen long chuan ren. Fan wo qiu zhou zhe. Bi zhu zhi. Nó nói cái gì mà chọt lủng phổi gì tại lại học me đó. Rồi đây là VIP. Đây. VIP, chúng ta ăn VIP. Đây là free ha. Đó, những cái này là những cái free. Đó, các bạn nào ăn thì cứ việc ăn. Mà nó free là chúng ta cứ việc ăn chứ đúng không? Còn mấy cái này là để tính sau đi ha. Trong lúc chơi làm nhiệm vụ này nọ thì sẽ có kim nguyên bảo không khóa ha. Chứ không phải là nạp không. Đó, còn kim nguyên bảo khóa là nó cho chúng ta 88.000 888 ha. Kim nguyên bảo khóa là cho 89 đi, 890.000 đi. Kim nguyên bảo khóa và 800 gần 900 đi, cho 900 đi. 900.000 kim gì đó. 900.000 đồng chứ, đúng rồi. Thoát rồi coi nó đánh nè. Mày hả bưởi. Mấy cái cấp này bét nó còn nhẹ nên boss nó còn nhẹ nên đánh nó rất là dễ ha.
không có cần mà phải mệt nhọc gì hết. Các bạn cứ chạy lên nhiệm vụ 44 ha. 44 là sẽ có nhiệm vụ về Kim Nguyên Bảo khóa không khóa. Đó sẽ được là 5.000. Boss nữa hả? Bà你们通通抓起来. Đó, boss nữa nè. Còn những nhiệm vụ thường là sẽ có Kim Nguyên Bảo khóa này ha. Đánh boss này nọ là sẽ có Kim Nguyên Bảo khóa. Lâu lâu sẽ có một nhiệm vụ Kim Nguyên Bảo không khóa nha. Vô ăn vật phẩm VIP tiếp. Nè con này là 80 nha. 80 là các bạn sẽ được mở một con ha. Hình như là phi tướng đỏ luôn á. Các bạn chơi đừng có mà xài Kim Nguyên Bảo khóa nhiều quá không? Không khóa nhiều quá nha. Kim Nguyên Bảo khóa thì chúng ta có thể xài nhiều, nhưng mà Kim Nguyên Bảo không khóa thì hạn chế xài lận. Đây nạp 30 tệ vô thì nó sẽ được là rất nhiều phần quà nha. Nói chung là nạp đầu á. Không thì có thể nạp gói 18 tệ nè, nó cũng không có bao nhiêu tiền hết. Tính ra mà 18 tệ thì nó chỉ có... giờ nó 3.400 một tệ. 3.400 18 tệ, cho nó 20 tệ đi. 20, 18, 68 ngàn. Tính nhanh gọn lẹ luôn. Khoai khoai sụ sụ chụ chín. 我饶你不死. 68 trừ cho 6 là khoảng chừng 63-64 ngàn gì đó. Cho nó 65 đi cho nó dễ. 65 ngàn là chúng ta nạp được cái gói quà đầu rồi ha. Có thể mở được nhiều thứ. Có được 18 ngàn Kim Nguyên Bảo không khóa cũng được. Rồi các bạn cứ cho nó chạy nhiệm vụ nha. Chạy nhiệm vụ lên level cao thì level 44 á, thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ, cái nhiệm vụ ăn con boss gì đó, được nhận Kim Nguyên Bảo không khóa ha. Bạn thấy không, tuyệt chiêu rất là đẹp luôn. Lên đây là boss bắt đầu sống nó hơi dai một chút rồi. Đó. Mà không sao, đánh được, đánh được. Vô đánh con boss này nữa nè. Đó. Mày gì hả bưởi? Các bạn ăn gì đây? Đậu phụ. Quay ra quay vô cái đầu mất mẹ nó con boss rồi. Boss gì yếu vãi. Ở đây các bạn được miễn phí một lần quay rương nè. Chút mình sẽ chỉ cho các bạn cách lấy Kim Nguyên Bảo không khóa ha. Được khoảng tầm 42 á, 41, 42 ngàn Kim Nguyên Bảo không khóa lận.
Game này là map đẹp ha. Đó. Lâu lâu rồi chúng ta chơi là những con game bình thường ha. Rồi bây giờ mình sẽ lướt qua cho tới nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 44 ha. Để đi như vậy thì nó hơi lâu. Nè, nằm ở đây nè nha các bạn. Đây, lên đủ level đó, hồi nãy các bạn thấy không? Lên đủ level 40 thì nó sẽ được nhận ha, nằm đây nè. Đây, các bạn lên đúng 40, nhiệm vụ 44 gì đó thì nó sẽ được nhận 5.000 nè ha. Rồi. Bóp ra nè. Bóp ra đi. Đây là mấy chỗ mua VIP, chút mình chỉ cho các bạn mua. Hầu tứ bao xăng à, khoai đá khai khăn khai. Đây, nhận nè ha, ăn. Rồi bây giờ ngưng tất cả mọi nhiệm vụ ha. Rồi bây giờ chúng ta vào đây. Đây là chút, đây nè 5.000 nè ha. Rồi, bây giờ hướng dẫn các bạn để ăn cái ăn thêm tiền nè ha. Đây, nhập mã code nè. Chúng ta vào đây, bấm vào cái hình này ha. Hộp quà. Nhận. Copy, đó, vậy là copy được ha. Đây là 88.000 8888 kim nguyên bảo hóa ha. Hồi nãy mình dùng mình up hú hình mới rồi. Đây, tiếp tục chúng ta được 2.000 kim nguyên bảo khóa ha. Có lộn, kim nguyên bảo không khóa nè. 2.000, nhớ là 2.000 nha. Kim nguyên bảo thường chúng ta được thêm 2.000 rồi đó. Đó. Rồi, ở đây tiếp là 3.000 nữa nè ha. Đó, là 10.000 rồi. Đây, chúng ta được 5.000 nữa nè ha. Đây còn lại hai cái mã code. Đây chúng ta được 8.000 nè, là 23.000 rồi đó. Rồi ở đây chúng ta được thêm 8888 ha. Rồi. Mấy cái này chút rồi chúng ta nhận sao. Này kim nguyên bảo khóa đâu không à. Không có không khóa. Rồi để đó. Để đó luôn. Ở đây được nhận 1 nè. Đó. Bỏ qua bên đi, chút tính. Rồi bấm vào đây ha. Các bạn bấm. Đó. Ăn cái nào, ăn cái nào. Ăn được có 16 à. 16. Rồi. Rồi 41.888 kim nguyên bảo không khóa. Đó. Rồi ai muốn nào, muốn quay thêm thì nạp 30 tệ vào được 3 lần quay ha. Bỏ 1.800, bỏ 18.000 ra, lấy lại 48. 48.888. Ủa, 48.800 ha. Kim nguyên bảo thường. Đó. Rồi, ok, con BD. Rồi, cái này là nhận mấy cái rương. Ai muốn nhận thì vô nó nhận ha. Mình giới thiệu sơ lược cho các bạn cái. Rồi còn đây nữa nè ha. Từ từ hả, mua cái này vội nha. Mua là hết tiền á. Chẳng biết trong này có gì mà thấy mua là thấy hơi bị mệt mỏi ha. Ai muốn mua cứ mua, mua test. Đây là chỗ nạp. Đây, đây chúng ta mua lần 3 cái luôn.
Đó, ba cái VIP ha. Rồi. Đây ai nạp vô là có này nè ha. Này cũng hơi phê, giá hơi cao. Nên đừng có nghĩ tới cái này. Con thần thú gì, con thú của chúng ta nằm đây ha. Hồi nãy là chưa có mua được. Ok. Đây. Đó. Nghe tiếng kêu đã không? Cái con này không kêu ta. Đó. Con này cũng không kêu luôn. Đó, con này kêu nè. Con này mới tào lao nè. Con linh dương mà kêu như con hổ rồi. Con mèo nó không kêu. Phải con tê giác cũng có tiếng nữa. Đây cái chỗ mua này là kim cương khóa, này kim cương không khóa nè. Đó, mua mấy cái VIP này ha. Ai muốn mua thì cứ mua, được hiệu hưởng thêm cái quyền lợi. Đó. Hộp quà này, hộp quà gì cũng không biết nhưng mà mắc quá, để qua bên luôn. Rồi, bó hoa tặng này nọ. Rồi ok, chỉ có như vậy thôi. Giới thiệu các bạn là bao nhiêu đó món để các bạn mua ha. Nhận cách nhận kim nguyên bảo không khóa. Gần 42.000. Đó. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Đó, đánh với con boss nè. Chết bà mày với tao nè. Mày hả bưởi. Rồi, sơ hở là bấm vô đây là ăn cám. Rồi, nghỉ. Rồi, kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ha. Rồi, anh em nào thấy hay thì hãy like và share video nha. Nhớ share cho nhiều group vào nha các bạn. Share nhiều vào, share nhiều cho bạn bè và những anh em trên group biết về kênh của mình ha. Để ủng hộ kênh của mình càng ngày càng phát triển, cũng như là để cho mình lấy tinh thần tìm thêm nhiều cái game khác cho các bạn nha. Chứ làm game gì mà không có ai like, không có ai theo dõi hết thì nó hơi buồn ha các bạn. Hơi tủi thân chút. Nó hẳn ra là vậy. Úp thần kiếm nè, đó. Úp lên, úp lên, úp lên. Đủ không, đủ không? Thiếu, phải. Này giống như là thần binh ha. Đó. Trang bị gã hề nè, đó. Đơn rồi quá trời đây nè. Đó. Nhớ ăn mã code nha các bạn. Bạn nào quên thì có thể bấm lại khúc đầu của mình hướng dẫn mà xem ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Nhớ like và share nha. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của mình ủng hộ mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.